Tòa phải đem chuyện này xui lại với vợ của tòa. Cô ấy không muốn giỡn trò gì. Nha, thôi khỏi đi. Chuyện nhỏ nhặt này tôi gánh chịu được mà. Nếu như có muốn trách thì cứ trách ông trời không công bằng với tôi. Tôi đã sinh ngày 13 tháng 6 năm Đinh Hợi. Ông nội của tôi đã từng nói với tôi, lúc tôi ra đời, trên trời có tinh tượng, ngôi sao đó là định mạng của con người, gọi là thần long phá tuyết. Hiện tượng đó là sẽ có một vị anh tài sẽ xuống trần thế. Những người sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm rất có nhiều mà. Đúng vậy. Nhưng mà tại sao có những người vừa mới sinh ra đã là công tử nhà tướng giàu có, còn tôi thì phải đi đến những chỗ chết? Hơn nữa mọi người coi tôi là một nô lệ của vong quốc. Cuộc đời của chúng ta không chung một thế giới. Chúng nó là thiên, còn tôi là địa. Chúng nó thì được mọi người cung kính, còn tôi thì bị gánh chịu một sự hổ thẹn nhục nhã. Ông trời đã cố tình giễu cợt tôi. Ông nội người đã nói như vậy thì sẽ có một ngày nào đó người sẽ đoạt được sự thành công này. Bây giờ hy vọng nhất của tôi là làm sao để đưa sạch cái nô lệ nhục nhã cho gia đình tôi. Hay là vậy, tao sẽ lén thả đi gia đình của ngươi. Vậy không được, cha của em sẽ nghiêm trị anh đó. Nước tề của chúng ta thiếu gì nô lệ, thiếu một vài người đâu có sao đâu. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, anh một mình gánh chịu. Không cần. Vì ông nội và cha tôi đã lớn rồi. Các người làm nô lệ đã chịu được không ít sự đau khổ. Nếu mà để cho người trốn chui trốn nhủi thì tôi e rằng đời sống của mỗi người còn bị dày dò hơn nữa. Tôi đã quyết định không rời khỏi nơi này. Khi tôi rời khỏi nơi đây là một sự đường đường chính chính. Tôi nhất định sẽ có một ngày thành công. Gần đây nước Yên đã có ý xâm chiếm và gây chiến với nước ta, phóng hỏa giết người, cướp tiền tài của bá tánh. Tụi nó không coi nước ta chúng ta là gì hết. Thì chờ, chờ xong. Chờ là bọn Yên quốc đã gây sự trước, chúng ta không thể nào khoan dung cho họ được. Chà biết. Nhưng mà nước Yên binh lực hùng hậu, hơn nữa chủ soái Yên Bình là bà con thân thuộc của Yên Dân Công. Nó biết về binh pháp chỉ dọn dẹp có 3 năm, đã luyện tập được một đàn quân tinh nhuệ. Nếu bây giờ chúng ta xuất trận thì nhất định không thể thắng được. Thưa cha, chẳng lẽ cha cũng sợ tụi nó sao? Cha không phải là sợ tụi nó. Nếu như 20 năm về trước thì cha sẽ ra trận giết chết không chừa một mạng nào cả. Nhưng mà bây giờ tôi đã có nói rồi mà, việc làm càng bậy của Tôn Tẩn sẽ xảy ra nhiều chuyện. Rốt cuộc thế nào? Quả nhiên là như vậy. Là nước Yên nó muốn gây sự với nước Tề. Dù là lần trước chúng ta không có sự tranh chấp với chúng nó, nhưng mà chúng nó vẫn cố tình sinh sự. Ê, đừng có cãi nhau nữa. Kế hoạch này chúng ta từ từ bàn lại. Hạ hầu tướng quân, ông đừng lo. Quốc gia có nạn, thuộc hạ sẽ đem quân chống địch. Thuộc hạ nhất định sẽ bắt sống tên Yên Bình đó. Bữa nay mời người tới đây là chủ yếu nói về chuyện này. Nếu châu tướng quân chịu lãnh binh xuất trận thì không còn gì bằng. Nhưng mà thuộc hạ còn có một tâm nguyện chưa được giải quyết, không biết hạ hầu tướng quân có thể hoàn thành không? Hả? Nếu có gì tướng quân nói đi. Châu Dũng tôi bất tài, nhưng mà rất ngưỡng mộ Lình tiểu thư. Tại hạ hy vọng tướng quân nhận lời gả Nạp Lan tiểu thư cho tại hạ. Người nói cái gì? Nạp Lan tuổi còn nhỏ, chuyện hôn nhân đại sự á, sau này mới tính đi hả? Hôn nhân là việc đại sự, thuộc hạ cũng biết rõ là phải làm theo tục lệ thích nghi. Nhưng dưới cặp mắt hổ đăm đăm của bọn quân địch, thuộc hạ phải dẫn binh xuất trận, cho nên đã to gan bẩm sinh với tướng quân. Người đừng có nói nữa, cha của ta đã nói rõ rồi, người còn chưa nghe sao? Thuộc hạ nhà có cao đường, mẹ già tuổi đã cao, bả sợ là tôi sẽ chết ở xa trường,
cho nên thường nhắc nhở với tôi là phải sớm ngày thành gia thất. Tôi nghĩ là Hạ Hầu tướng quân chắc hiểu rõ được chuyện này mà. Nếu như tướng quân chấp nhận hoàn thành tâm nguyện này của tôi, cho dù tôi có chết, tôi cũng không tiếc. Ngươi thiệt là quá đáng. Như vậy là ngươi đã dùng kế xuất quân để ép Dương Chí Tà, có phải hay không? Nạp Lan, cô đừng có dùng những lời nghiêm trọng như vậy. Thật ra tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu, và điều này cô cũng biết rõ. Hơn nữa trong trại quân này, chỉ có một mình tôi mới là xứng đáng với cô. Nếu như cô chịu nhận lời lấy tôi, tôi bảo đảm với cô, tôi sẽ mang tới cho cô một cuộc đời rất hạnh phúc. Ngươi đừng có nằm mơ, ta không có muốn lấy ngươi đâu. Hạ Hầu tiểu thư, đừng có nói những câu tuyệt tình như vậy mà. Chuyện hôn nhân là việc đại sự, từ xưa tới nay đều do cha mẹ an bài. Hạ Hầu tướng quân, tôi nói có đúng không? Chúng ta đều là tướng lãnh của triều đình và mang ơn của vua. Bây giờ quốc gia xảy ra nhiều việc thì chúng ta phải vì quốc gia mới đúng chứ. Những lời của tướng quân nói rất đúng. Là tướng lãnh của triều đình thì phải tuân theo lệnh, đương nhiên phải lo cho việc nhà việc nước. Nhưng mà nếu tướng quân không hoàn thành tâm nguyện của tôi, như vậy tôi có thể vì nhà trước, vì nước sau. Tôi sẽ tự chức quan và trở về hầu hạ mẹ già. Châu tướng quân à, có chuyện gì từ từ nói, cần gì phải từ chức nghiêm trọng như vậy chứ. Cha đừng có giận xin hắn nữa. Trong trại của chúng ta nhân tài không phải là ít, đâu có phải chỉ có mình hắn là có thể đánh thắng được quân Yên. Chúng ta đi. Nạp Lan, cô lại muốn cái gì đây hả? Chờ, anh cũng có thể dẫn quân đi đánh giặc mà. Mình đâu có cần phải dựa vào chân dũng chứ. Hạ Hầu tướng quân, có chuyện gì? Nạp Lan, chúng ta nói quốc gia đại sự, ra trận để giết yên bình. Còn những tên mã sư này làm sao có thể làm được việc đó chứ? Hắn là tên vô loại. Hắn lợi dụng ra chiến trận để giết giặc Yên, rồi ép em gả cho hắn, hắn mới chịu dẫn binh ra trận để giết giặc. Đừng có dở trò. Ngươi thân phận gì hả? Chỗ này ngươi có quyền lên tiếng hay sao? Hạ Hầu tiểu thư, cô đừng có gả cho hắn. Hắn là đồ cặn bã. Ta sẽ không. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không biết mắc cỡ sao? Ngươi dám dạy đời ta? Không có ai dám dạy ai cả. Hai vị đều là người của triều đình đó mà. Đừng có vì con gái của ta mà gây ra bớt hòa đó nhờ. Lão có một đề nghị. Nếu một trong hai vị người nào có thể giết được tên Yên Bình, lão phù sẽ đem con gái gả cho người đó. Hạ Hầu tướng quân, đề nghị này của ông thật là hay lắm. Ông yên tâm, thuộc hạ nhất định vì ông tận lực xuất chinh và lấy cái đầu của Yên Bình về đây. Cha, tại sao cha phải làm như vậy? Cha đã cao tuổi rồi, không thể chăm sóc cho con suốt đời. Chuyện hôn nhân của con giao cho ông trời định đoạt đi hả? Tiểu thư, ngày chiến thắng của tôi cũng là ngày thành hôn của hai đứa mình. Cô hãy chuẩn bị làm cô dâu đi hả? Con người xấu cười cũng thế gian mà. Ê, Nạp Lan, em coi, có sai không? Anh nhờ tướng rồi chỉ biết chơi không à? Anh có nghĩ giùm em chuyện đó hay không chứ? Thì hồi nãy cha của em quyết định rồi mà. Nếu như cha của em mấy năm nay sức khỏe không yếu kém, thì cần gì phải nhịn nhục cái tên Trần Dũng đó chứ? Bây giờ phải nhìn mặt hắn để hành sự. Thật ra trong quân đội có rất nhiều tướng tài, tại sao phải nhờ cậy hắn chứ? Nếu phần chiều cao thấp trừ Châu Dũng ra thì chỉ có mình anh thôi. Nhưng anh lại không có mạng tới. Cha của em biết trông cậy vào ai đây? Châu Dũng đã biết rõ được yếu điểm của cha em, hắn mới dám ngang ngược hoành hành như vậy. Anh có biết hay không? Nói chuyện nửa ngày rồi, thì ra em muốn anh dẫn binh đến giặc phải không? Tuy rằng anh không tán thành cách làm của cha em và anh không thích đánh giặc, nhưng mà nước Yên đã hiếp người quá đáng. Anh là dân nước Tề, làm sao mà không màng tới việc này được? Anh thiệt bằng lòng đem quân xuất chinh. Anh mà không đi thì em sẽ hận anh suốt đời đó. Nhưng mà đánh giặc buồn lắm, hay là ném qua đó với anh đi? Được, vì anh đã nhận lời của em. Anh qua trước đi. Mau lên đi.
Mau lên, mau lên. Mau lên đi. Mau lên. Xin lỗi ông, tôi sẽ nhặt lên, tôi sẽ nhặt lên. Người dám chống lại ta? Đúng rồi, ông chết rồi. Đi. Bằng huynh, bằng huynh à, cha của huynh bị cho Dũng đánh chết rồi. Ông đang ở đâu? Ông đang ở trong trại. Tại sao bị giết cha tao? Tại sao? Hắn không cẩn thận làm đổ lương thực của ta. Ta cũng không cẩn thận đã lỡ tay giết chết ổng. Là ngươi. Tuy hắn là nô lệ, nhưng mà ngươi không thể lạm dụng tư hình. Ta đánh chết một tên nô lệ đâu có đáng gì. Nhưng mà ngươi ở trước mặt mọi người lại thả tên nô lệ đi. Ngươi có biết tội gì hay không? Phải, ta thả hắn. Ta không chối. Nhận thì tốt. Trước kia ở trước mặt của Hạ Hầu tướng quân, ngươi đã hứa những gì hả? Nếu như nô lệ phạm tội thì ngươi sẽ gánh hết trách nhiệm. Lần này tội chết của ngươi không được miễn rồi. Và ngươi muốn sống cũng không thoát được. Hả? Tôn Tẩn, anh có chịu được hay không? Nè, uống chút nước đi. Không được đâu. Hạ Hầu tướng quân phải anh phơi nắng 3 ngày đã là khoan hồng rồi. Nếu như mà Châu Dũng biết được anh uống nước thì sẽ càng lớn chuyện. Cái tên Châu Dũng đó chỉ là ác độc. Điều quan trọng nhất là đừng để cho hắn kiếm được bàn quyền, nếu không thì rất nguy hiểm. Hắn đâu có thời gian để mà tìm bàn nguyên. Tại sao? Vì nó phải là chuẩn bị đi đánh giặc Yên. Hả? Lần này chúng ta xuất chinh đánh giặc là vì nước, và cũng vì bản thân của chúng ta. Nếu như ai thắng được trận này thì người đó sẽ được trọng thưởng. Được, 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 được. Nếu ai sợ chết tìm sống, bây giờ có thể tự rút lui. Và ta đây sẽ không phạt các người đâu, nhưng ta nhất định sẽ giết hắn ngay, để mà trừ tận gốc. Ta muốn cho Hạ Hầu tướng quân thấy những binh lính mà do ta tập luyện là những người anh hùng như thế nào. Cho nên trận đánh này nhất định thắng, không được bại. Tướng quân tất thắng, tướng quân tất thắng, tướng quân tất thắng, tướng quân tất thắng, tướng quân tất thắng. Cha, hôm nay là ngày thứ 3 rồi, cha hãy thả anh Tôn Tẩn ra đi. Tôn Tẩn thân là tướng của triều đình, lại tự mình vi phạm quân kỷ, nếu không nghiêm phạt thì sau này làm sao mà phục chúng đi hả? Cha, cha cũng đã biết anh là tướng lãnh ở trong quân đội, thì cha đừng có phạt anh như vậy. Nếu cha làm như vậy thì anh sẽ bị mất mặt đó. Về sau anh làm sao mà chỉ huy được nữa, và binh lính làm sao mà nghe lời của anh? Coi bộ cô thiệt là khẩn trương đó. Đâu có phải, ảnh là thuộc hạ của cha mà, còn chỉ quan tâm đến quân đội của cha thôi. Con đã thích cái thằng tiểu tử này rồi hả? Bộ cha không nhìn thấy hay sao?
Cha không thể nào lấy hôn nhân của con trả mà đánh bạc đâu. Hả? Tôn Tẫn tuy là tánh của nó hơi cổ quái một chút, nhưng nó là một người thông minh, trong tương lai có thể thành đạt. Cho nên cha ra lệnh cho nó xuất trận để được huấn luyện trong chiến trường, đợi mai này danh chánh ngôn thuận lập được chiến công, tới khi đó thì thể diện phong hoàng, cha sẽ đem con gả cho nó. Hả? Cha có nghĩ rằng ảnh có thể đánh thắng trận này hay không? Cha không có nhìn lầm người đâu. Tới khi đó coi thử nó có phước phần gì mà lấy được con gái của ta hay không đây. Hả? Mau, hãy thả thiếu gia xuống. Thiếu gia, có sao không vậy? Thử phơi người 3 ngày coi có sao không. Đừng nói nữa, các người hãy chuẩn bị quân lương đi, ngày mai xuất phát rồi. Cái gì? Nếu muốn đánh giặc thì phải dưỡng bệnh đi. Đã 3 ngày rồi, thiếu gia không ăn uống gì hết. Hãy mau đi chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia đi. Đây là mệnh lệnh của cha. Các anh hãy mau lên đi. Báo cáo tướng quân, đằng trước đại quân chưa xuất phát. Hay lắm, lính nước Yên có động tĩnh gì không? Vẫn y như cũ, hình như là tụi nó chưa biết quân mình vào được phục địa của tụi nó. Lập tức truyền lệnh của ta, chuẩn bị xuất phát giết quân Yên, nhất định không chừa một tên nào. Cho dù Tôn Tẫn có tới đây, hắn cũng đâu làm gì được. Hả? Quả nhiên đến rồi, đúng như dự định thời gian của ta. Chuẩn bị. Sao hả? Tướng quân quyết định sao quá trời vậy? Không biết làm sao nữa. Phải rồi, lâu quá không thấy gì đâu. Đi cũng gì đây nữa đúng vậy? Hay không biết sao nữa. Đừng có ồn nữa, đợi thêm chút đi. Sẽ có sự quyết định của Tôn tướng quân, các người có thể về trại nghỉ ngơi. Làm gì vậy? Sao còn chưa chuẩn bị đi xuất phát? Chúng tôi cũng không biết. Phải. Thiếu gia các người đâu? Nè. Tôn Tẫn. Tôn Tẫn à? Đừng kêu nữa, anh nè. Tôn Tẫn, mấy ngày trước anh nói là để cho anh dưỡng bệnh, bây giờ đã dưỡng bệnh xong rồi. Anh có biết không, binh lính đã chuẩn bị xuất phát, ai cũng nóng lòng trông đợi anh, mà anh còn ở đây nữa. Giờ có thể ăn uống được ngon lành như vậy thì không tốt sao? Anh khoan chửi đã. Lần này anh làm vậy chỉ là muốn kích thích sự phấn đấu của tụi nó thôi. Cái gì? Tuy lần này chúng ta cùng ra trận với lại tướng quân, nhưng mà Châu Dũng đã bắt các quân lính phải theo hắn. Nếu như mà lần này để Châu Dũng đánh thắng đó hả, thì bọn họ sau này sẽ càng khổ hơn. Cho nên tất cả mọi người đều coi trọng trận đánh này. Ồ, em đã hiểu rồi. Anh đã nghĩ và lợi dụng tâm trạng của tụi nó để mà bồi dưỡng sự phấn đấu. Tới lúc đó thì cũng giống như những con cọp sổ chuồng không thể chặn được. Không sai. Coi bộ ngày mai có thể xuất trận được rồi. À,
Tại sao bây giờ vẫn còn chưa thấy Tôn Tưởng tới vậy? Ý, cho coi kìa, đã tới rồi. Tham kiến hạ hầu tướng quân. Thuộc hạ vì chưa lành hẳn cho nên đến trễ, kính mong tướng quân tha tội cho. Tốt. Người đánh trận này là vì sự vinh nhục và an nguy của quốc gia, sinh mạng và tiền tài của bá tánh, sự an toàn đều nằm trong tay của người. Người nhất định phải hết lòng xông pha chiến trận, nhớ đừng làm cho ta thất vọng về người. Mạc tướng xin hết lòng xông pha. Tốt. Còn đây là thanh long kiếm, nó đã bên cạnh của ta 30 năm rồi. Trong xa trường chiến đấu tuy không phải là thần kiếm, nhưng đã từng giúp cho ta khắc địch chế thắng. Hôm nay ta tặng nó lại cho người, hy vọng người dũng cảm giết địch. Cầm đi. Mạc tướng vô tài vô đức, không dám nhận của tướng quân. Cha kêu anh nhận lấy thì anh cứ nhận lấy đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đem cái đầu của Yên Bình về đây. Mạc tướng dù chết không tiếc, để báo đáp sự ưu ái của tướng quân. Các người có thể xuất trận rồi. Dạ, tướng quân. Thưa cha, con có mấy lời này muốn nói riêng với anh Tôn Tẩn. Có chuyện gì? Anh nói thiệt đi, anh có bao nhiêu tự tin để mà thắng trận này? Em đã biết là anh chưa từng đánh giặc qua mà, bây giờ mới hỏi câu này sao? Cái gì? Anh không có chút tự tin nào hết sao? Phải. Chết rồi, lần này đã bị anh hại chết. Tuy là chưa đánh giặc qua, nhưng mà đã học thuộc lòng Tôn Tử binh pháp, đồng thời sẽ không làm cho ông cố của anh là Tôn Võ bị mất mặt. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho em lấy Châu Dũng đâu. Đó là tự anh nói đó nhờ, không có được quên đó. Thôi anh đi. Xuất phát. Tại sao mình không đi đại lộ, lại đi mấy con đường nguy hiểm này? Đúng á, nếu trường hợp mà tự này té xuống thì không ai nghe thấy gì đâu. Binh pháp hữu dân, hành thiên lý nhi bất lao giả, hành ưu vô nhân chi địa, công nhi tất thiện giả, công kỳ sở bất thủ giả. Tôn Tử binh pháp đơn giản vậy mà không biết à? Tôi hiểu rồi. Bây giờ mình đi khúc đường này cũng là đường núi khúc khuỷu. Nguyên nhân là do tại đây mình nhất định không có đụng độ với quân địch, cho nên chúng mình có hành quân vạn lý đi nữa thì chúng mình đây cũng không thấy mệt nhọc. Như vậy chúng ta mới có đủ tinh thần đối phó với quân địch mà. Đó là điều thứ nhất. Còn điều hai thì sao? Điều hai thì Châu Dũng đã xuất phát trước, nhất định sẽ chiếm được địa điểm có lợi cho hắn. Nếu mà chúng ta cùng hợp hai đội lại để tấn công nước Yên thì sẽ gây thương vong trầm trọng. Cho dù có thắng đi nữa thì công lao sẽ thuộc về hắn thôi. Phải rồi, Châu Dũng binh lính không đủ, nhất định sẽ không mạo hiểm tấn công. Cho dù tấn công thì không thể một hai ngày thành công được. Cho nên ta thấy được yếu điểm của hắn, cho nên xuất phát trễ. Thiếu gia thật là anh minh thần võ, thần cơ diệu toán. Đừng có định bợ nữa, trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta cắm trại ở đây. Phàm địa hữu tuyệt giáng, thiên tỉnh thiên lao thiên liêu, khứ nhi diễn chi vật cận chi, ngô diễn chi địch cận chi, ngô nghênh chi địch cận diễn chi. Các ngươi có hiểu cái gì không? Nói chuyện với các ngươi như đàn khải tai trâu. Nếu như có bàn nguyên thì tốt quá. Đường đi, chỉ cần con rời khỏi được chỗ này thì ông nội yên tâm lắm rồi.
Sợi dây xích này đã thay tôi trưởng thành. Tôi không muốn đời sau của tôi suốt đời bị người ta xiềng xích. Hạ Hầu tiểu thư, cô là người tỉnh rồi? Có phải ta làm người đau không? Uống nước đi. Hắn đã lợi dụng sự xuất mình của Yến Quốc, hắn bắt ta phải gả cho hắn thì hắn mới chịu ra sao trường để giết giặc. Nếu như chồng hai chị người nào giết được Yên Bình, lão phù đem con gái gả cho người đó. Bỏ đi như thế được. Tôi đi rồi, tôi sẽ mất hết tất cả. Anh là ai vậy? Anh tỉnh rồi à? Anh có phải là người lính điền của chúng tôi không? Phải, tại hạ là Trần Quảng, là quả đầu quân của tả tiền phong của trại Yên đó. Tướng lãnh của chúng tôi trong khi trinh sát địch quân thì đã bị đột kích và tất cả đồng quân đã bị tiêu diệt hết rồi. Anh có dự tính gì không? Thuộc hạ thề rằng phải giết giặc Tây để báo quân ân. Được, vậy từ nay anh ở là trại của chúng tôi nha. Quay, hey, có gì ăn, có không, gì ăn không hả? Có gì ăn không hả? Ê, không sao cũng được ha. Quay, mày là ai? Sao tao biết vậy? Tôi mới được phái tới đây làm quả đầu quân. Mày nói thật đi, có phải nói dài không? Đúng rồi, tài phái tới không? Có phải nói dài không? Người này đã từng cứu tôi đó. Bây giờ anh ta là người Yên Quốc của chúng ta. Vậy hả? Phải rồi. Tôi là Trần Quảng. Vậy hả? Đắc tội, xin lỗi nha. Sao chúng ta là anh em? Đúng rồi, tốt. Bất cứ lúc nào tụi giặc tài cũng có thể đánh mình, cho nên các người phải canh phòng chặt chẽ, canh gác phải hết sức chú ý. Dạ. Phía nam Lữ Di Mậu Thành là chỗ tốt cho tụi địch để núp, các anh cũng không được sơ sót. Dạ biết. Bẩm cáo tướng quân, Châu Dũng nước Tề lại phái binh tiến vào biên cảnh của mình rồi. Thật là không tự lượng sức mình. Được, ta sẽ cho các người biết. Đi. Nghe mau. Dạ. Mau mời phó soái lại đây. Dạ. Hey!
chạy nha. Đưa chạy nha. Bà Nguyên, xác của cha người ta cho người an táng kỹ lưỡng rồi. Ta còn tưởng là không gặp lại người nữa. Cảm ơn. Ngươi nha, từ đây về sau đừng có làm chuyện điên rồ. Nếu có chuyện gì cứ việc kiếm ta, chúng ta đều là bạn, ta nhất định giúp ngươi. Tôi có thể giúp được gì hay không? Chẳng lẽ ngươi giúp tôi giết Châu Dũng hả? Châu Dũng, nó chỉ giết một thằng nô lệ thôi. Đừng nói vậy. Sau này có dự tính gì không? Tôi muốn giết Yên Bình để lập công. Ngươi vừa trốn thoát thôi, còn muốn mạo hiểm nữa hả? Hay là gì, ta cho ngươi chút đỉnh tiền, ngươi về quê mua vài mẫu ruộng để sống qua ngày nha. Tôi là nô lệ, dù có đi đâu chăng nữa cũng không thể nào thay đổi được. Tôi nhất định phải ra trận lập công, như vậy cái vận mạng của tôi mới được thay đổi. Nhưng mà người khác thì không thể nào hiểu được tôi. Lúc trước tôi đã theo Quỳnh học binh pháp, theo Hạ Hầu Tiểu Thơ để học võ công. Quỳnh nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn. Tôi van xin Quỳnh, hãy để cho tôi theo Quỳnh ra trận đi. Ta thiệt hết biện pháp với người. Cảm ơn. Tất cả nghe đây, các ngươi phải để lương thực cho đàng hoàng, cho người ngày đêm canh gác, nghe chưa? Dạ. Thiếu gia, tại sao mình lại để lương thảo ở đây vậy? Bởi vì ta chuẩn bị tối nay tấn công Yến Bình. Nếu mà đem lương thảo nhiều quá, dễ bất tiện. Nhưng mà từ chỗ này tới Yên Giới thì cách rất xa. Nếu như trường hợp tôi không tính sai, thì mục đích của thiếu gia các anh là muốn dụ Yến Bình tới chỗ này. Nhà ngươi thì thông minh. Còn hai người nha, theo ta lâu rồi mà vẫn vô dụng. Bà Nguyên, theo như ngươi biết, thì Yến Bình có bị mắc bẫy không? Nhất định có. Vì tính tình của hắn là một người bồn chồn nóng nảy, quân đã khiêu chiến với hắn thì hắn nhất định sẽ mắc bẫy. Chỉ cần phân chia quân hắn ra thì không đủ lương thực, dù lính niên có dũng mãnh tới đâu cũng phải bị tàn dở thôi. Yến Bình đã rượt theo Tôn Tẩn hả? Dạ phải. Tôn Tẩn đã dự đoán sai, trước mắt không có cách gì thoát được. Tốt nhất là Yến Bình hãy giải quyết cái tên Tôn Tẩn đó đi. Như vậy mọi việc sẽ được êm xuôi hả? Tướng quân nghĩ chúng ta có thể thừa cơ này ra binh công vậy? Chưa tới thời cơ. Cứ để cho họ đánh nhau tơi tả rồi mình mới ra tay. Lúc đó thừa nước đục thả câu cũng không muộn mà. Tướng quân thì cao kiến. Tôn Tẩn à Tôn Tẩn, lần này thì ngươi đã tự chuốc lấy khổ rồi, tự mình giết mình, đâu có trách ai được. Tướng quân, đã kiếm lâu rồi chưa kiếm ra tâm tích của Tôn Tẩn? Hay là chúng ta về trước đi hả? Nó nhất định là ở gần đâu đây, nhất định phải kiếm cho ra nó. Nhưng chúng ta rời khỏi trại đã lâu, lương thảo đem theo không còn bao nhiêu nữa. Thì cho người mang theo tới đây đi, chỗ này cũng là phạm vi yên quốc của chúng ta mà.
Nếu như trường hợp chúng mình không còn lương thực nữa thì tình hình của tụi nó nhất định sẽ tệ hơn mình. Chỉ cần phát hiện tung tích của quân địch, chúng ta lập tức đánh ngay. Bẩm các tướng quân, chúng tôi mới phát hiện được tung tích của Tôn Tẩn, nó đang chạy về hướng bắc của con rạch. Được, hãy truyền lệnh xuống, tức khắc phải được theo tụi nó. Dạ, tướng quân suy nghĩ lại. Ê, ngươi đừng có lộn xộn nữa. Cầu xuống. Tôn Tẩn, người có ngồi xuống đây quyết đấu với ta nè. Nếu như người ngon thì lên đi. Giết. Giết. Bẩm các tướng quân, Châu Dũng nước Tề lại phái binh tiến vào biên cảnh của mình rồi. Đã ba ngày rồi, bây giờ là lúc chúng ta khai chiến với Yên Bình. Thiếu gia, tại sao mình không chờ thêm thời gian nữa? Đợi khi họ hết lương thực rồi mình hãy xuất binh, như vậy chúng ta nhất định sẽ thắng trận. Tôn Tử binh pháp hữu dân, Di sư tất quyết cùng khấu vật truy hữu, Đạo thi tử quyết phản giả báo. Nếu mà trong thời gian này chúng mình chưa chịu đột kích thì Yên Bình sẽ biến thành con chó sói, e rằng sẽ có sự bất lợi cho chúng ta. Có lý. Nè, thí dụ như là yến trại ngày mai, chúng ta hãy chia quân ra ba đường. Đại Há thì dẫn đại đội tấn công mặt trước để dụ chúng ra. Đợi sau khi bọn chúng ra thì Tiểu Há dẫn một đội khác dây chặt phía sau để cho bọn chúng bị trận hai mặt. Còn Bằng Nguyên và ta sẽ dẫn đầu những binh lính còn lại để phá thành và giết Yến Bình. Thiếu gia, ngày mai chúng tôi không có ở bên cạnh thiếu gia phải cẩn thận nha. Bị người thúi vậy? Nhưng nói ra cũng đúng, họ Tôn chỉ có Quỳnh là con trai, nếu có gì xảy ra chúng tôi đảm đường không có nổi đâu. Nói bậy, các ngươi tự lo cho các ngươi đi. Bàng Nguyên, có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức đầy đủ, để sáng ngày mai đánh cho chúng trở tay không kịp.
dẫn đại đội tấn công để dụ chúng ra. Đợi sau khi bọn chúng ra thì Tiểu Há dẫn một đội khác dây hãm phía sau để cho bọn chúng bị trận hai mặt. Còn tôi và bạn Nguyên dẫn binh lính còn lại đánh phá vô thành để giết chết Yên Bình. Lên! Không có hận thù gì. Tại sao những người nhất định phải hại ta? Ông thì là người dễ quên. Lẽ nào ông đã quên rồi sao? Ông đã từng đánh tôi 58 rồi. Nhưng mà tôi không giết ông, không phải là vì ân oán với tôi và ông, mà là vì cái đầu của ông đối với tôi rất là quan trọng. Mày đừng có giọng cỡ. Ah!
Bàng Quyên, Bàng Quyên à Bàng Quyên, lần trước ta để cho người chạy thoát, lẽ ra người phải xa chạy cao bay, tại sao bây giờ người lại xuất hiện trước mặt của ta vậy? Thù cha chưa trả, ta không đi. Chứ sao gì ta cũng lấy đầu ngươi. Đáng tiếc lại không có ngày đó. Và ngươi là kẻ đang mang tội. Nếu ta giết ngươi, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà ta phải cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi đã lấy được đầu của Yên Bình. Ngươi là tên tiểu nhân muốn giành công với ta hả? Qua đây đi, ta không sợ đâu. Ngươi không cần phải nghĩ nhiều, bởi vì ngươi chắc chắn phải chết. Bao Di, Châu Dũng, người thì không biết mắc cỡ, rõ ràng không phải là người giết. Người tính giết người bịt miệng để tự lập công hả? Hắn là tội phạm, ta đang chuẩn bị giết hắn. Nhưng mà anh ta bây giờ đang lập công lớn, có tội hay không chúng ta không thể quyết định, không ai có thể giết anh ta. Tôn Tẩn, ngươi làm vậy là muốn bao che cho tội phạm hay sao? Không dám, ta chỉ là đứng ra nói những lời công bằng mà thôi. Tôn Tẩn, đừng ép người quá đáng nha. Nếu như không, đừng có trách ta không khách sáo. Bên ta người và ngựa đông hơn người, người muốn đấu cách nào ta sẽ đấu tới cùng. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định không bỏ qua. Được, sẵn sàng thọ giáo. Đi. Đi, 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 đi. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Chứ hồi nãy thật là xin lỗi, tôi thật tình không phải là muốn cứu anh, nhưng vì nóng lòng đi giết Yên Bình cho nên. Được rồi, tôi hiểu lòng của anh mà. Lần này anh lập được đại công, gia đình của anh nhất định được thay đổi thân phận nô lệ. Lần này trận chiến với Tề Diền, các tướng sĩ đã bảo vệ quốc gia, công thì là công ích. Bổn soái quyết định gia tăng hành thưởng. Tôn tướng quân dẫn đầu ba quân anh dũng giết địch bảo vệ quốc gia, đó là một công trạng lớn. Thuộc hạ may mắn đánh bại quân Yên, nhưng mà người giết Yên Bình không phải là thuộc hạ, mà là một người khác. Ờ, người đó là ai? Là nô lệ của trại ta, tên là Bàng Quyên. Tiểu Hạ. Dạ. Nhưng Bàng Quyên xin bái kiến tướng quân. Tuy Bàng Quyên đã chạy trốn từ trong trại, nhưng mà hắn ta làm vậy cũng vì sự hiểu lầm của Châu Dũng tướng quân thôi. Huống chi cả gia đình của anh ta ở tại Tây Quốc một mực trung thành, lần này anh ta đánh bại Yên Bình cũng là một sự chứng minh. Cho nên thuộc hạ xin khẩn cầu tướng quân xóa bỏ thân phận nô lệ của gia đình ảnh. Bàng Quyên, người ngẩng đầu lên. Những gì Tôn tướng quân nói có đúng sự thật hay không? Đúng vậy, Yên Bình là do tiểu nhân đã giết. Sự thay đổi thân phận từ trước tới nay chưa hề có. Thôi được, bổn soái vì niệm tình người giết địch lập công, lần này thì phá lệ. Đa tạ tướng công, đa tạ tướng công. Hạ hầu tướng quân đã không câu nệ mà đã phóng thích gia đình chúng tôi. Ân tình này dẫu thân xác có trở thành tro bụi, tiểu nhân vẫn một lòng ghi nhớ. Nhưng bà Nguyên, tôi có một chuyện này to gan xin trình lại với tướng quân, mong tướng quân cho tội. Được, có lời gì cứ nói thẳng ra đi. Tướng quân đã từng nói rằng nếu có người nào có thể giết Yên Bình và lấy đầu của nó thì sẽ gả Hạ Hầu tiểu thư cho người đó. Bây giờ tướng nhân đã làm được điều đó rồi, xin Hạ Hầu tướng quân hãy giữ lời hứa. Người đã quên thân phận của ngươi rồi sao? Khi tướng quân đã hứa những lời này, lúc đó ngươi cũng có mặt mà, lẽ nào ngươi nói là không nghe chứ? Cái đồ xảo trá như ngươi dám lấy luận với ta. Tôi tuy là người dân thô lỗ hèn mọn, nhưng cũng biết rõ cái gì là nghĩa của hương nhi hữu tiếng chứ. Hạ Hầu tướng quân ở trong bên trại này là quyền lợi của ông lớn nhất, tôi tin tưởng rằng tướng quân từ đó không có nuốt lời hứa. Người dám to gan cãi lời, ta phải giết chết ngươi. Hả? Hạ Hầu tướng quân, nhập lần. Bằng Quyên,
Hôm nay muội kêu huynh ra là có chút chuyện muốn thương lượng với huynh. Ê, trước hết muội đừng có nói gì hết, hãy nghe huynh nói trước đi. Thực ra lúc gặp muội lần đầu tiên, từ lúc muội cho huynh uống nước thì huynh đã thấy mến muội rồi. Phải, khi ở Trại Yên huynh đã không mà nhìn thấy muội mà muội đã cứu huynh. Thật ra lúc đánh giặc huynh luôn luôn tự nhớ tới muội, huynh thật lo lắng không biết huynh còn gặp được muội hay không. Huynh nói như vậy có phải đồ ngốc không? Muội nghĩ là huynh đã có chút hiểu lầm. Muội đối với huynh tốt là vì coi huynh như một người bạn. Thật ra người mà muội yêu thích là Tôn Tẩn. Không thể được, không thể nào được, muội đang nói láo, làm sao có thể là Tôn Tẩn được? Tôn Tẩn chưa bao giờ nói với huynh là anh ta thích muội mà. Huynh đã nghĩ ra rồi, té ra anh ta có lòng tốt để thả huynh đi, thật ra anh ta muốn chiếm đoạt muội. Huynh đừng có nói như vậy. Cái chuyện mà muội thích ảnh muội còn chưa biết được thì làm sao mà ảnh biết được? Vậy không phải là sự thật rồi. Nếu trường hợp mà anh ta thích muội thì anh ta phải có hành động nào để biểu lộ mới đúng chứ. Nhưng mà anh ta đã không vì muội mà làm bất cứ chuyện gì cả. Muội có biết tại sao không? Huynh không muốn rời khỏi Tế Quốc là vì huynh muốn ở cạnh bên em. Nếu như không thì huynh đây đâu có liều mạng mà đi giết Yên Bình như vậy chứ. Huynh đừng nói như vậy, hay là chúng ta hãy làm bạn thân đi nha. Huynh không muốn làm bạn, huynh chỉ muốn muội làm vợ của huynh thôi. Người đừng nói thêm nữa. Nạp Lan, Nạp Lan. Hey, thiệt khỏe quá. Ở trong quân trại đã lâu rồi chưa có được tắm. Đúng rồi, anh có cảm thấy rằng kỳ này tôi ra mặt cầu hôn với Nạp Lan là một sự đường đột lắm không? Không đâu, anh lúc nào cũng làm những gì bất ngờ mà. Thực ra tôi đã thích cô ta lâu lắm rồi, nhưng mà ngại vì thân phận của mình nên không dám biểu đạt với cô ta mà thôi. Đúng rồi, lần trước thì là cảm ơn anh đã cho tôi sức trận để tôi lập được chiến công. Nếu không thì gia đình tôi vẫn còn phải ở trong trại nô lệ. Những chuyện nhỏ nhặt này còn để trong bụng làm gì? Đối với anh chỉ là cử thủ chi lão, nhưng mà đối với tôi thì đó là ân nghĩa tái sanh. Tôn đại ca, tiểu đệ có một khẩn cầu này. Tiểu đệ biết là ngoài cha của Nạp Lan chỉ có mình huynh là người mà cô ta tin tưởng nhất. Huynh có thể giúp cho đệ được không? Làm người mai mối hợp tác sự thành hôn này. Cái việc này đối với tôi không thành vấn đề, nhưng mà việc hôn nhân đại sự thì anh nên hỏi qua Nạp Lan đúng hơn. Trừ ra cái xuất thân của tôi đâu có gì phải thua cho Dũng chứ. Chỉ trừ là huynh cũng thích cô ta. Tôi? Đừng có giỡn chơi nha. Cô ta giống như một cậu con trai, đâu có chỗ nào giống thiếu nữ chứ. Cũng may mắn là anh chịu lấy cô ta, bằng không tôi sợ cô ta suốt đời ế chồng đó. Tôi đại ca, tôi phải nhờ anh. Để tôi lo cho. Chào tướng quân. Trước khi Hào tướng quân còn chưa giải quyết vụ này, mong tướng quân đừng có kích động. Nếu cái lão già quỷ đó tin tưởng ta và để ta giết chết bàn quyên ngay tại chỗ thì đâu có chuyện gì. Ngươi nghĩ coi, ổng đem đứa con gái của ổng gả cho một tên nô lệ như vậy, ta nghĩ chắc là ông ta đã bị điên rồi. Trừ phi ta đây thật sự không bằng cái tên nô lệ đó. Tôi thấy chắc là Hà Hầu tướng quân trong lúc hồ đồ không phân biệt được phải trái, khi hiểu ra ổng sẽ biết làm thế nào. Nếu ông ta hiểu được chuyện đó thì tốt, nhưng mà nếu như ông ta không hiểu được thì ta cũng phải nói rõ với ổng. Lập tức truyền khẩu lệnh của ta, kêu Tạ Lương và Dương Chiêu về đây. Chào tướng quân, không thể làm như vậy được. Trong vài phút này mà kêu những tâm phúc của tướng quân về đây sẽ bị người ta hiểu lầm là âm mưu làm phản. Vậy các người nói đi, ta phải làm sao? Hạ Hầu tướng quân thương binh như cò, tôi nghĩ rằng cái chuyện này đối với tướng quân thiệt là bất lợi. Hay lắm. Cảm ơn ý kiến của người. Đó là việc riêng của ta biết phải làm sao mà.
Ông muốn mua, ông muốn mua. Mưu phản thì mưu phản, cái thổ địa này tự ta chiếm đoạt cũng được mà. Nếu nói cho Tề Hoa Dương biết thì Tề Hoa Dương cũng phải chịu thua ta thôi. Nhưng mà nếu các ngươi không phục tùng mệnh lệnh của ta thì các ngươi cũng sẽ giống như họ. Mau lập tức thi hành những việc mà ta mới vừa nói. Dạ. Nội à, mang có thoải mái không? Thoải mái, thoải mái lắm. Tôn Tử có nói với con rằng bây giờ tạm thời thì chúng mình ở đây, chờ sau khi con thành hôn rồi thì chúng mình sẽ có chỗ ở riêng mà. Ờ. Lão bàn à, bây giờ đã khỏe rồi, đã có một ngày hôm nay rồi. Cháu công thì có bản lĩnh đó nha. Sau này ông sẽ có những ngày sống êm ấm. Cảm ơn tất cả các anh. Hey, từ hồi nào tới bây giờ ông chưa có nghĩ rằng có một ngày ông sẽ rời trại nô lệ. Cháu Quyền à, cháu thiệt là hiếu thảo đó nha. Nội à, nội đã từng nói với con rằng khi con ra đời trên trời có tinh tượng mà. Bắt đầu từ lúc đó con biết rằng con sẽ là một người trội hẳn hơn người. Đúng, đúng như vậy à. Cái này cũng là do sự nỗ lực của đệ mới có được. Cũng do lúc trước huynh trách đệ ngày tối cứ lo học hành học võ, huynh đây thiệt là không có nhìn gần. Đại ca, tại sao đại ca lại nói những lời đó? Tụi mình đều là gia đình mà. Phải rồi, bây giờ chúng ta có thể ngước đầu lên làm người, không cần phải đi bừng đá nữa. Tiếc là cha của con á bị mất sớm, không nhìn thấy được ngày hôm nay. Nội à, thôi mình đừng như vậy nữa. Bắt đầu ngày hôm nay mình đừng cảm thấy có chịu nữa có được không hả? Được được. Con đã nghe ông nội nói qua rồi. Ông nội muốn đến Tuyết Hương Lầu để ăn thịt gà mà. Hay là giờ con đưa ông nội đi nha. Đã lâu rồi ông nội chưa có được ăn thịt gà đó. Cái mùi thịt gà ông nội cũng đã quên mất tiêu rồi. Bây giờ mình đi. Được được được. Đi, nội hãy cẩn thận nha. Chúng mình đi thôi. Đi nha. Ông nội. Đây cả ông nội. Đứng dậy đi. Ta và các ngươi đều là huynh đệ vào sanh ra tử. Chúng ta đã vì Hạ Hầu tướng quân và vì quốc gia mà ra biết bao nhiêu công lao. Nhưng mà hắn ta đối xử với mình như thế nào? Bất đắc dĩ lần này chúng ta mới tạo phản thôi. Nếu như người nào tiết lộ tin này ta sẽ chém ngay. Các ngươi đừng trách ta không nghĩ tới tình nghĩa. Nên nhớ, việc tối hôm nay các ngươi không được tiết lộ. Bây giờ chúng ta có thể uống cạn một chén rượu, sau khi uống xong chúng ta đồng sanh cộng tử. Tôi muốn gặp Hạ Hầu tướng quân. Tôi phải đi thông báo. Tướng quân, hôm nay tướng quân cảm thấy thế nào? Không sao chứ? Không được rồi, tuổi tác của tôi đã lớn, sức khỏe không có được nữa rồi. Tướng quân nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao mà. Phải, về cái việc chọn con rể, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông quyết định thế nào? Tôi cũng rất là khó lòng. Nạp Lan thích người nào á thì sẽ là người đó. Hay tướng quân nói như vậy đâu có đúng. Tướng quân, từ xưa tới nay việc hôn nhân đều là do cha mẹ định đoạt, đâu có thể để cho cổ tự chọn chứ. Chỉ cần ông nói một câu, cô ta đâu có dám không phục tùng. Nói thì được, nhưng mà chuyện này quan hệ tới một đời hạnh phúc của nó. Tướng quân, không lẽ từ trước tới giờ tướng quân không nghĩ tới thuộc hạ hay sao? Thuộc hạ theo tướng quân bao nhiêu năm, nam chinh bắc chiến, tôi mới là một người làm việc đại sự. Tôi nghĩ chuyện này chắc tướng quân biết chứ. Hơn nữa việc hôn nhân không phải là chuyện đùa. Lại Phước, hỉ,
Tướng quân, ông kêu người hầu có chuyện gì hả? Tôi cảm thấy khó chịu quá, mau kêu đại phu đi. Chỉ cần ông quyết định, tôi sẽ lập tức kêu đại phu cho ông. Tiểu thư, các người lại. Chúng tôi đều là phó tướng của Châu tướng quân. Châu tướng quân đâu? Đang ở trong phòng. Muốn làm gì? Châu tướng quân có chuyện phải thương lượng với đại nhân. Hạ hầu tiểu thư tạm thời không vào được. Tránh ra! Châu Dũng, người muốn tạo phản hả? Tôi đâu phải là muốn tạo phản, mà là tôi muốn làm con rể của ông. Châu Dũng, người kêu chúng nó nhốt ta lại, thật ra có dụng ý gì? Tới đúng lúc. Nhạp Lan mau chạy đi, thằng Châu Dũng muốn làm phản đó. Ai cũng không được đi. Nhạp Lan, chạy mau đi, chạy mau đi. Ôi à. Đưa theo. Tướng quân có lệnh, bất cứ ai cũng không được vào. Ôi à. Đã xảy ra chuyện gì? Châu Dũng muốn làm phản, chạy mau. Đưa theo. Đứng lại. Đại hạ, tiểu hạ. Thiếu gia, có chuyện gì? Châu Dũng tạo phản. Giết nó cho ta. Bắt nó. Giết sạch hết. Dạ. Giết bọn họ. Hai người chạy đi, để tôi đối phó với nó. Chạy. Giết nó. Dạ. Chạy. Tướng quân. Dạ. Để kiếm xuống. Nếu không ta sẽ chết ông ta. Để kiếm xuống lại lên. Nạp Lan. Bà Huyên, cẩn thận. Tướng quân. Dạ. Châu Dũng, đừng làm vậy. Lúc nãy ngươi ngoài phòng lắm mà. Giết ta đi, giết ta đi. Châu Dũng, ông là người đại nhân đại lượng. Nếu em tôi có làm gì lỗi với ông thì ông hãy tha thứ cho nó đi. Đệ à, hãy cầu xin Châu tướng quân lẹ lên đi. Được, tôi thả anh đi. Từ nay về sau, anh đừng để tôi thấy mặt anh nữa nha. Bây giờ ta không muốn đi nữa. Trừ phi là ngươi ở trước mặt của ta, tự chặt đầu của người xuống đi. Hả? Bị hiếp người quá đáng. Ta không có ăn hiếp người. Mau lên, tự chặt đầu đi. Hả? Đại ca. Đại ca.
Mày hãy cúi đầu lại đi. Đại ca, lúc đầu sự hy vọng lớn lao nhất của chúng ta là muốn rời khỏi trại nô lệ này để có thể sống như chuỗi ngày an lạc. Tuy là bây giờ đã được rồi, nhưng mà mấy người không còn ở đây nữa thì sao đại ca còn sống có ý nghĩa gì? Bàng Nguyên, anh đừng đã buồn quá. Tâm sự gì? Hãy nói cho ta nghe có được không? Có thể là ta giúp được cháu. Thế ra lại là chuyện tình cảm giữa nam và nữ. Từ cổ ái hận tình thù, dĩ kinh ngộ, trận đa thiểu phạm trần thế tục, đích si tình nam nữ. Mà con lại phải chịu khổ đã rơi vào cái vực thẳm này. Nạp Lan xin của mẫu chỉ điểm. Nếu ta đã biết được sự đối phó này thì đã không bỏ thân mà vô đạo đâu. Con thật sự nghĩ không ra Bạn Nguyên đối với con có một thâm tình như vậy. Nhưng mà trong lòng của con chỉ yêu có một mình Tôn Tẩn. Hơn nữa hai người họ cũng là bạn thân với nhau. Bất luận con lựa một trong hai người thì cũng sẽ làm tổn thương tới người khác. Con thật sự không biết phải làm sao thì mới đúng. Đã là như vậy thì con không tự mình quyết định làm những việc gì mà con muốn làm. Nếu như con đã thích người nào thì cứ nói thẳng ra cho người đó biết. Không thôi thì lại bị hối hận. Nạp Lan. Tôn Tẩn. Anh linh cảm có một ngày em sẽ kiếm anh, cho nên em kêu là anh tới ngay. Có phải anh tính việc như thần không? Vậy anh có biết hôm nay em kiếm anh có chuyện gì hay không? Hôn nhân đại sự.
Mắc cỡ cái gì chứ? Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Lúc đó bà Nguyên nhờ anh đi cầu hôn với em. Anh rất sợ Châu Dũng phá đám, nhưng mà bây giờ tránh được nạn rồi, trong lòng được nhẹ nhàng yên tâm. Bà Nguyên nhờ anh làm mai? Phải. Anh nhận lời? Ừ. Tại sao lại nhận lời chứ? Em là bạn của anh, bà Nguyên cũng là bạn của anh. Chuyện hôn nhân đại sự, nếu mà anh ta không kiếm anh giúp thì anh không tha cho ảnh đâu. Ha, tới chừng đó không biết có trò chơi gì mới để phá hay không đây. Anh có biết người em yêu là anh hay không? Anh. Anh thiệt đáng chết. Em nói chơi đó hả? Em là một người con gái, không lẽ em đem chuyện đó ra để giỡn chơi à? Lâu nay anh chưa hề nghĩ tới, anh coi em như là anh em trong trại lính thôi. Vậy anh thấy của người em thế nào? Tốt. Mọi thứ đều tốt. Em đừng ép anh mà. Bà Nguyên là bạn của anh chưa có hề nghĩ tới chuyện này. Lúc trước thì anh cũng nghĩ tới, nhưng mà bây giờ anh hãy từ từ nghĩ lại đi. Chúng ta sẽ không còn thời gian nữa, anh hãy quyết định đi. Nhưng mà cha của em nhận lời bà Nguyên rồi, nếu cha của em nuốt lời thì khó lòng cho anh ta đó. Nạp Lan, em không sao chứ? Có một ngày anh sẽ hối hận sự quyết định của ngày hôm nay. Nạp Lan, Nạp Lan.